gia đình có con gà để nhốt ở vào đây là bị đau chân đấy các bác, là cũng bị chết rồi này. Ôi ôi, thương thế nhỉ. Đây, quần áo đẹp luôn này các bác. Đây, quay một vòng thế nào, quay một vòng tròn thế nào để cho các ông các bà cùng xem nào. Đấy, cháu Khương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, lời đầu tiên thì cho cháu Khương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể quý cô bác, quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình các bác nhé. Hôm nay cháu Khương lại tiếp tục lên nhà hai ông cháu rồi các bác ạ. Hôm nay cháu lên thì cũng có nhận được một món quà rất là lớn của bác Chiêm ở bên Bắc Hà, Lào Cai. Đã nhờ cháu Khương là mang cái món quà đấy để đến với gia đình của hai ông cháu và khui cái món quà đấy đến với hai ông cháu ấy các bác. Đây, cái món quà là một thùng hàng như này các bác ạ. Hôm nay cháu Khương lên thì không có bạn đồng hành cùng nên là phải tự cầm máy quay ấy, thì mong quý cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Khương nhá. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương đi xuống nhà hai ông cháu xem là mấy hôm nay thì hai ông cháu cuộc sống ra sao, vì cũng được mấy hôm rồi thì cháu Khương không ra được. Và hôm nay thì cháu Khương lại tiếp tục lên nhà hai ông cháu ấy các bác. Và bây giờ xin mời quý các bác anh chị cùng theo chân cháu Khương đi xuống nhà hai ông cháu nhé các bác nhé. Cái cung đường đi nhà hai ông cháu thì là không đi xe được các bác ạ. Là phải đi bộ đi xuống. Đường rất là rầm rạp các bác. Đây, cũng đường này đi thì cũng khá là quen thuộc đối với cháu Khương và anh em trong team đã khi mà lên đây để ghi hình cũng như là chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu để gieo duyên tới tất cả quý cô bác anh chị là được biết về hoàn cảnh của hai ông cháu sống ở trong rừng như thế nào ấy các bác. Cũng đường này thì mấy hôm nay thì trời mưa suốt ngày đấy các bác, đường rất là bẩn, rất là nhiều nước đấy các bác. Đây, xung quanh ở đây thì rừng già rồi nên là ở đây thì ít có nắng ngoài trời lắm các bác ạ. Mây mờ thì mây mù là che phủ ở cái ngôi nhà của hai ông cháu rồi. Ở phía tít ở bên cái màn hình nhỏ mà quý cô bác anh chị đang theo dõi và cũng đang xem ấy thì ở bên kia là một cái đồi rất là cao các bác ạ. Nếu mà như không có mây mà che phủ cái đồi kia thì nhìn từ bên này sang bên kia thì nhìn rất là rõ. Nhưng mà hôm nay thì trời là bị mây mờ nó che phủ hết rồi thì là không thể quan sát nhìn thấy được các bác ạ. Cái cung đường mà các cháu đi chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu ấy thì cung đường đi rất là nhiều vát các bác. Đến đoạn này thì hai ông cháu cũng có phát đường đến đây rồi các bác ạ. Đi thoáng hơn một chút. Đây, cái khu suối ở đây thì nước rất là to các bác ạ. Rất là trong veo này. Nếu như mà có điều kiện hơn nữa thì cũng mong là hai ông cháu sẽ có một đi đâu về anh? Đi Trân Châu á? À, hai ông cháu ở nhà không anh nhỉ? Không. Đi đâu rồi ạ? Đi làm văn hóa rồi. À, đi làm văn hóa. Ôi ôi, các bác ạ, hôm nay lại lên lại không gặp hai ông cháu rồi. May ra đây gặp là anh cũng đi Trân Châu về thì là gặp anh ở đường hỏi là hai ông cháu không ở nhà. Thôi thì không gặp thì vẫn phải đi thôi các bác ạ. Công việc của bây giờ món quà thì mang đến đây rồi thì bây giờ cháu Khương đến sẽ đi gọi ông về các bác. Đây, ở dưới kia là cái ngôi nhà của hai ông cháu rồi, cũng nhìn thấy ở dưới bóng cây đấy kia là một cái ngôi nhà. Hiện tại hai ông cháu đang sinh sống ở trong rừng ấy các bác.
hai ông cháu là hôm nay là đi không ở nhà các bác ạ. Quyết ơi, Quyết ơi, Quyết chắc là cũng đi theo ông rồi. Vì ở đây là thường thường là một năm là tổ chức ngày hội là văn hóa làng ấy các bác, thì là sẽ tổ chức vào một ngày. Mà hôm nay ông lại đi xuống cái kia để tổ chức cái buổi ngày làng văn hóa ở cái thôn hiện tại ông đang sinh sống ấy các bác. Đây là cái bậc thang mà hai ông lên đi lên này. Cũng rất là buồn khi mà lên đây mà không gặp hai ông cháu ở nhà. Bây giờ cháu Khương sẽ đi gọi hai ông cháu về các bác. Không biết là hôm nay là ngày hội thì hai ông cháu sẽ về không nữa. Đây cái món quà thì cháu Khương cũng đã mang đến đây rồi các bác ạ. Nếu mà hai ông cháu mà không về thì cháu Khương sẽ lại phải mang về thôi. Vì hiện tại thì không có ai ở nhà nên là cháu Khương cũng không biết trao quà kiểu gì ấy các bác. Đây là món quà của tất cả quý bác anh chị gửi đến trên, nên là cháu Khương cũng phải khui lên để trao tận tay cho tất cả quý cô để cho tất cả quý cô bác anh chị được biết đấy các bác. Đây cái cửa của hai ông cháu này là buộc có một cái dây chun như này thôi các bác ạ. Hai ông cháu không ở nhà thì cháu Khương cũng không tiện là sẽ vào nhà được các bác. Còn bây giờ thì cháu Khương sẽ phải tiếp tục chờ hai ông cháu một lúc nữa. Đây bây giờ cháu sẽ ghi lại hình ngôi nhà của hai ông cháu một chút các bác. Đây là ngôi nhà của hai ông cháu này. Cái chỗ nối này là nối bằng thanh xà, làm bằng cây gỗ ấy các bác. Tuy rằng thì bây giờ hiện tại ngôi nhà của ông thì cũng sắp sập đến nơi rồi các bác. Đây này, rất là nguy hiểm luôn. Nhưng cái chỗ nối hiện tại bây giờ là cái này là trước là đóng bằng đinh này các bác. Là bây giờ nó đã siêu vẹo, đã đi xuống hẳn một góc lẻ rồi các bác ạ. Để cho hai ông cháu mà cứ tiếp tục mà sống cái ngôi nhà này lâu nữa thì cũng rất là nguy hiểm cho hai ông cháu. Đó. Đây các bác có thể quan sát thấy những cái lỗ thủng ở đây thì nếu mà có đồ đạc gì để quý giá ở để trong nhà thì cũng dễ bị mất trộm lắm các bác ạ. Cháu Cương hôm nay có thu mua được ít mật ong của bà con ở trên rừng mang ra đây để cháu lại thu gom lại là phục vụ ở trên gian hàng nhỏ nhỏ của cháu. Hôm nay thì đây là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong này thì cháu sẽ cho vào đây dốc hết mật xong là tách cho nước cho chấm mật rơi xuống hết ở đây là cháu sẽ đóng chai cho gửi cho các bác này. Đây thì cũng được nhiều bác ủng hộ cháu là cháu có thêm động lực để đi thu mua lại của bà con, chủ yếu là để mang bán hộ cho bà con được các bác ạ. Đây là mật ong khoái nguyên chất 100% các bác nhé. Nếu mà các bác mà từng dùng mật ong rồi thì các bác dùng mật ong của cháu thì các bác sẽ cảm nhận được cái vị đặc sánh của nó là nguyên chất 100%. Ở đây là không thể là không nuôi được các bác ạ. Ở đây là nó tự nhiên chứ không nuôi được. Cũng qua đây là gian hàng nhỏ nhỏ của cháu, mong là sẽ quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng nhỏ nhỏ của cháu để cháu Khương có thêm động lực để đi mang những cái phần quà để đi cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là đóng cái này là cháu đã đóng chai rồi thì là một chai như này là 1 lít các bác ạ. Xin chào các bác, hôm nay cháu là xin giới thiệu với tất cả các bác anh chị là cái gian hàng nho nhỏ của cháu hiện tại đang kinh doanh ở trên kênh. Cái sản phẩm mà hiện tại cháu Khương đang bán là có nụ hoa đu đủ đực này. Đấy là cái này là cháu Khương đã phơi khô rồi là gói thành gói như này để nếu mà quý cô bác anh chị nào mà ủng hộ thì cháu Khương sẽ gửi một gói như thế này cho quý cô bác anh chị. Còn ngoài ra thì cháu Khương có hộ em Hiển này với lại em Quân, cái này là hạt óc chó của em Quân là cháu cũng
hộ em Quân bán luôn. Nếu mà được với các bác nói chị thì ủng hộ em Quân thì có thể là liên hệ với cháu Khương qua cái số điện thoại là 0862192188. Số đấy thì cháu Khương là dùng làm công việc của Khương với cả làm Zalo. Nếu quý các bác anh chị nào mà dùng Zalo thì có thể là kết bạn và kết bạn Zalo với cháu Khương luôn. Đấy, ngoài ra thì còn có cả chè san tuyết ở trên Hà Giang này các bác. Chè san tuyết này là cây cổ thụ là hái những cái nụ ngon nhất để bà con mang đi sấy trong nhà máy khô, xong là mang về phơi, xong là gói thành một gói như này. Cháu là gom lại của bà con để hỗ trợ bà con là bán ở trên cây luôn. Thì cái số tiền được thì cháu Cư sẽ giả lại người dân cho người dân mà trồng được. Thứ nhất là hỗ trợ được người dân có cái nguồn thu nhập với các bác. Đấy, ngoài ra thì cháu Cương còn có một cái sản phẩm đặc biệt nữa là của em Hiển các bác. Hiện nay thì em Hiển cũng đã có một cái dòng sản phẩm của riêng em Hiển rồi. Trước đây thì em Hiển có đi lấy củi thì cháu Cương cũng có dặn em Hiển là đi hãy đi chặt những cái quả chuối hộp này mang về phơi khô. Và hiện tại thì em Hiển cũng đã phơi được một chút ít rồi. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ em Hiển để em Hiền có được một cái nguồn thu nhập cho em Hiền, để em Hiền đỡ phải đi lấy củi nữa các bác. Thực sự em Hiền có một bó củi vác đi tận xá bán mới có được 7.000 thôi. Đấy, qua đây thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương cũng như là em Hiền, em Quân các bác nhé. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video ạ. Ở đây cũng mong sẽ nhận được sự giúp duyên của tất cả quý cô bác anh chị để trao tặng đến cho hai ông cháu, để giúp hai ông cháu có thêm cái kinh phí để cháu Khương có thể là giúp hai ông cháu làm một sửa lại cái ngân nhà nhỏ nhỏ như vậy. Đây là ông ạ. Ôi, ông đến rồi các bác ạ. Để ông hai ông cháu là về rồi. Đã đi. Chào chào ông nhá. Các cháu. Dạ. Cháu về. Dạ. Ông đi đâu về đấy ông? Đi Hải Dâu. Đi Hải Dâu á? Dạ. Thế lúc nãy cháu có gặp một anh ở ngoài kia thì bảo là hai ông cháu đi ngày hội văn hóa gì mà. Vâng. À. Thì nó về ở đi họp xong thì nó về. À, họp xong là về rồi đúng không? Vâng. À, thế là cũng may là cháu chờ được ông về rồi các bác. Quyết nào, Quyết chào các ông các bà nào, khoanh tay nào. Con chào các bà. Nói to nào. Con chào các ông các bà. Rồi, đây này các bác, đây là cái áo dân tộc của đồng bào dân tộc Nùng ở trên chỗ cháu này các bác, là làm bằng cái vải. Vải này là nhuộm lên để thành màu đen là làm áo ấy các bác. Đây, cái chỗ này là áo của em Quyết đã cũng bị rách rồi. Đây này. Em Quyết là có mỗi một cái áo như này thôi các bác ạ, về nhà là mặc một cái áo như vậy thôi. Còn là cái áo mà các bác gửi đến ấy thì em Quyết đã dùng để mang đến trường để đi học ấy các bác. Cũng rất may là em Quyết là có được đi học, được ông ngoại là cho đi học ấy các bác. Ô, đây sao lại có con gà ở đây? Gà nó bị đây này, chân. Bị đau chân á? Vâng. Ôi, chết rồi. Vâng. Đây này, gia đình có con gà để nhốt ở vào đây là bị đau chân đấy các bác, là cũng bị chết rồi này. Ôi ôi, thương thế nhỉ. Con đi vào nhà đi. Vào nhà. Quyết đi vào nhà đi. Đấy, ông ôm cái bình này về cho con với. Này, vâng, cái này là các bác gửi đến cho hai ông cháu đấy. Ôi cái gì con lấy về cho. Dạ. Cảm ơn các bác nhiều quá. Cháu. Đây bây giờ thì cháu đã vào trong nhà của hai ông cháu rồi. Ở ngoài kia thì lúc nãy hai ông cháu không ở nhà ấy, thì cháu Khương cũng không dám vào ngôi nhà của hai ông cháu. Đây, cái chỗ đây thì hôm trước cháu Khương cũng có mua bạt với cả sửa lại cái chỗ ngủ cho ông rồi. Bây giờ hai ông cháu cũng có chỗ ngủ ấm hơn rồi. Cũng gấp chăn gọn gàng sạch sẽ các bác ạ. Đó. Có điện này, còn điện không ông? Có. À, đây là điện nước này các bác. Đây là cái nguồn điện mà ông tự chế là lắp cái điện nước dưới kia các bác. Đây này, còn tí điện. Đây là cái bóng điện của gia đình này. Ui, đây này, cái bóng điện rất là bé này các bác. Sáng rất là nhỏ.
Đây bây giờ lắp cái bóng đèn to hơn tí có sáng được không? Không sáng. Có đủ điện không? Không. Không đủ nhà. Vâng. Nếu mà đủ thì cháu mua cái bóng đèn khác cho ấy. Cái bóng đèn này bé quá. Này không đủ ánh sáng này. Các bác. Hôm trước thì nếu mà ở đây mà nắng hơn thì có một bác cũng bảo là mua cái năng lượng mặt trời để phơi ở trên nóc nhà để thắp sáng cho hai ông cháu ấy thì ở đây cũng không có nắng các bác ạ. Nên là để mà phơi thì không có ánh nắng lên thì nó không sáng được. Đây, em quyết là hôm nay là đi cùng ông à? Đi cùng ông xuống dưới kia à? Đây tóc còn cháy không? Đấy. Ôi hôm trước cháu mới cắt tóc cho mà bây giờ đã dài rồi các bác. Ôi sao đây lại có một cục như này Quyết? Hả? Cục này ngã ở đâu à? Hay như nào? Bị ngã. Bị ngã à? Chú hỏi phải thưa chứ. Ơi nhỉ. Đi học cô giáo dạy như nào? Cô giáo dạy như nào? Hỏi đến đâu phải thưa chứ. Không phải xấu hổ đâu. Xấu hổ là anh không mang quà đến đâu. Không có mang quần áo đến cho đâu. Hỏi phải biết thưa chứ. Hả? Chỉ biết cười thôi các bác ạ. Em Quyết là rất là ngây thơ các bác. Hỏi thì chắc là có khả năng là một phần là em cũng tiếp xúc ở bên ngoài đấy cũng ít. Nên là những cái câu hỏi mà cháu hỏi thì em Quyết cũng không thưa các bác. Làm lúc không thưa đấy, chỉ có biết cười thôi. Đấy, ôi cái quần bẩn chế. Đây này. Có một bộ quần áo là anh Quyết đi rừng ấy các bác. Hôm nay mặc cái bộ này đi xuống cái kia à? Ồ sao cái này dính cái gì đen thế? Hả? Này dính cái gì đen đây? Dính cái gì ấy? Hả? Đây em Quyết thì năm nay được 10 tuổi các bạn. Ở đây ở trong rừng nên là không được tiếp xúc với ngoài xã hội nhiều ấy thì còn rất là nhát gan các bác. Cũng mong sao là ông sẽ tiếp tục để cho cháu đi học để sau này em Quyết sẽ có một cuộc sống tốt hơn các bác ạ, để được giao tiếp ở bên ngoài xã hội thì không phải sống ở trong rừng này mãi được, sẽ có sự thay đổi và tiến bộ. Vì tương lai của em Quyết hiện tại thì còn rất là dài và còn nhiều cơ hội để đến với em Quyết. Chứ không ở trong rừng này mà nếu mà không đi học thì sau này vẫn cứ khổ mãi như vậy thôi các bác ạ. Nhớ là phải cố gắng đi học nhá. Thấy chưa? Học giỏi nhá. Có muốn đi làm YouTube như anh không? Cháu này lớn này. Hả? Quay ra đây để chú hỏi nào. Để anh hỏi nào ra đây. Quay ra đây xem nào. Hả? Có muốn không? Có muốn đi làm YouTube như anh không? Có. Có không? Có không? Hả? Có muốn không? Có à? Có thì phải học giỏi nhá. Học giỏi mới làm được nhá. Phải học giỏi xong là sau này muốn đi làm YouTube như anh thì đi chia sẻ những hoàn cảnh khác, đi giúp người nghèo thì này anh này cho đi theo nhá. Phải học giỏi nhớ chưa? Đấy ông phải cố gắng cho Quyết đi học ông nhá. Vâng. Sau này đỡ khổ chứ cứ để mà Quyết mà không đi học thì sau này còn khổ hơn nữa. Vâng. Và thay đổi phải thay đổi dần đi không là cứ để như này thì khi mà các cháu mà không chia sẻ được thì nữa thì là cũng không ai giúp được thêm gì nữa đâu. Nên là không dựa dẫm đầu vào ai cả đời cả. Mình cũng phải làm kiểu gì để thay đổi được cái cuộc sống của bản thân mình để cho cố gắng để cho Quyết đi học. Và biết chữ, biết tính toán sau này đi ra ngoài xã hội còn đi kiếm tiền. Đấy. Đây là gia đình của hai ông cháu rồi các bác. Nhà thì rất là siêu vẹo rồi. Ngồi trong nhà này thì cũng rất là nguy hiểm các bác ạ. Nếu mà mai hôm nay thì nếu mà trời mưa với báo to ấy thì là cháu Cương sẽ không dám ngồi trong nhà như thế đâu. Sợ là tốc mái với cả đổ nhà hay các bác. Đằng sau ngôi nhà của ông bây giờ cũng có chống cây rồi. Nếu mà không chống cây là rất là nguy hiểm. Làm lúc thì hai ông cháu mưa to quá đấy. Hai ông cháu không dám ở nhà luôn đấy các bác. Phải chui ra trong hang đá để ở ấy. Đấy, rất là nguy hiểm. Cũng mong sao là cháu Cương sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự trợ duyên của tất cả quý cô bác anh chị để dành tặng cho hai ông cháu để năng này, năng suất này. Đấy, để dành cho hai ông cháu có thêm cái kinh phí cũng như là cái sinh hoạt gia đình cũng như là sửa sang nhà cửa cho hai ông cháu ấy các bác. Số tiền hiện tại cháu Cương nhận được của hai ông cháu thì cũng khá là lớn rồi, nhưng mà để mà làm nhà cho ông thì cũng chưa đủ ấy các bác.
chỉ là một phần là nếu mà làm nhà thì còn phải thêm nữa mới đủ. Cũng mong là các bác sẽ tiếp tục nhận dành tặng đến cho hai ông cháu có được cái ngôi nhà để cho hai ông cháu ở để yên tâm hơn đấy các bác. Em Quyết thì còn rất là nhỏ, tương lai của em Quyết thì còn rất là rộng mở ấy các bác. Đấy ông ạ, hôm nay thì cháu có mang cái món quà của bác Chiêm ở bên Bắc Hà, Lào Cai. Đấy là gửi đến cho hai ông cháu. Đây ông, bây giờ ông khui hộ con với con không có có ai cầm điện thoại hộ ấy. Thì bây giờ ông cầm, ông lấy cái dao về để xé quà ra xem là hôm nay có những cái món quà gì nào. Đấy, Quyết đi lấy cái kéo về đi. Ông có cái gì để giải dưới này không để khui quà đỡ bẩn đấy? Hay mang được đến ra ngoài kia nhỉ? Thôi mang đi ngoài kia đi, ông lấy cái chiếu về giải xong là mang túi quà này để Quyết bê xem là bê được không, nặng không? Đấy, ôi giời ơi. Thích không? Đấy mang ra ngoài này cho ánh sáng tốt hơn này. Đấy, để khui cái món quà của bác đã gửi đến gia đình của hai ông cháu xem là cái món quà ở bên trong này thì là có những cái gì. Đấy, để anh xem nào, cái này là cái gì đây? Đây này, bác là người là cô Chiêm ở bên thị trấn Bắc Hà, còn người nhận là cháu này, Cương này. Đó. Quyết này, đấy, giải cái chiếu đấy ra xem nào, khui xem bên trong có những cái gì nào. Khả năng là quần áo mới cho em Quyết đấy. Đấy, đến. Đây những cái món quà mà các bác gửi đến là cháu sẽ mang trực tiếp đến tận gia đình thì mới xé ra các bác nhé. Đây là tem mác là còn nguyên đai nguyên kiện này. Quyết người gì sang bên này nào Quyết. Đấy. Ở đây còn một cái máy này máy gì đấy ông? Máy này này, máy gì đấy? Máy. Nhưng mà máy gì đấy? Máy tuốt lúa của họ về gửi. À máy tuốt lúa của họ gửi à? Vâng. À. Đây là cháu Cương cũng có nhìn thấy rồi nhưng mà không biết là máy gì, ông bảo là máy tuốt lúa của gia đình họ là tuốt lúa ở dưới kia kìa các bác. Đã mang về gửi nhà ông. Cái này ông phải bảo người ta là mang đi đi để ngoài này là nguy hiểm lắm, sợ mất trộm ấy. Vâng. Mất trộm mình là phải đền là ốm ấy. Vâng. Hôm nó hỏi chủ nó về lấy. Vâng. Hôm nọ nó đi bắt không được đi. Dạ. Yeah. Đây là cái món quà mà tự hai ông cháu khui luôn các bác ạ. Này cháu không có bạn đồng hành cùng nên là không có ai cầm máy quay cho cháu Cương. Để ông khui ra xem bên trong có cái gì nào. Ôi dồi nhiều đồ thế. Quyết bỏ ra nào, bỏ trong đấy ra hết nào. Cái này là kiểm tra xem là cái gì đây. Ông mở ra cái gì đây. Xem từng món quà một. Phòng đi khác. À đây là đây là rẻ rửa bát này các bác. Đây là rẻ rửa bát. Đây là rẻ rửa bát nhá. Đây chờ tọc láng vả nó. Này chờ láng vả này. Con này chờ tọc láng chảo này. Đây là kỵ kỵ nồi kỵ chảo ấy các bác. Còn cái này là rẻ rửa bát này. Ồ, cô rất là tâm lý gửi những cái món quà nhỏ như thế là cô cũng đã mua hết, mua và gửi cho hai ông cháu luôn các bác ạ. Đấy, xem là tiếp tục xem những cái món quà bên trong là cái gì nào. À,
Nào khui xem là cái bên trong có cái gì này. Ôi nhiều đồ. Quyết có biết bên trong là cái gì không? Đấy ông khui xem là bên trong có những cái gì này. Ôi quần áo. Ôi ôi nhiều đồ thế. Ôi ôi quần áo này, toàn quần áo đẹp thôi. Đây này, bây giờ là ông với Quyết tha hồ mà mặc rồi. Đây này. Đây là của Quyết này. Quyết dậy nào, đứng dậy nào, đứng dậy nào. Đứng dậy lên nào. Ôi cảm ơn ông bà quá. Ôi rồi đây này, quần áo là quần áo. Đây đây. Khóa kéo khóa này xuống mặc luôn thử xem nào. Mặc xem nào. Đấy, áo mới luôn nhá. Đấy mặc xem. Nhớ cẩn thận nhá, đừng nó bẩn nhá. Bẩn là các bà không gửi cho đâu. Mặc nhanh lên, mặc lên lên cho anh xem nào. Đẹp không? Cho bà, các bà, các ông các bà xem nào. Khóa cái khóa vào xem nào, vừa không? Đấy, kéo cái khóa lên xem nào. Tay bẩn đừng có. Cái này không mặc đi rừng đâu nhá, nhớ chưa? Không được sờ nó đâu nhé. Đấy, ôi dồi ôi. Đây quần áo đẹp luôn này các bác. Đây quay một vòng thế nào, quay một vòng tròn thế nào để cho các ông các bà cùng xem nào. Đấy, ui giời, quá đẹp luôn. Nào quay ra đây, quay ra đây. Ồ đây này các bác ạ, còn có tem mác luôn này. Ôi dồi ôi, cô chọn một cái áo rất là hợp luôn này các bác, có hai màu luôn. À, bỏ ra đi cái này, bỏ ra đi cái này, bỏ ra đi mặc. Ở nhà là đi rừng là không mặc đâu. Đấy, hai cái như nhau này các bác. Đấy hai cái như bây giờ có hai cái áo khoác để mặc rồi nhá. Cái này không để bẩn đâu nhớ chưa. Đấy cho gọn vào, cho gọn sang đây nào. Ôi ôi cái quần nữa này, quần nữa này. Ôi ôi quần đấy này, có cả quần nữa. Mặc quần đi xem nào. Ôi ôi hai bộ luôn, ngoài ra còn chưa khui hết đâu, còn nữa. Ôi à dày nữa. Quyết mặc quần thế nào, mặc xem vừa không. Ôi giời ơi, sao chân mình làm sao à? Hả chân mình làm sao? Ui ôi chân này làm sao đấy? Ui hả, ngã ở đâu? Trường. Ui dồi ôi ngã ở trường này các bác, sao chân bẩn thế? Thế này, ôi cái này tí phải rửa đi nhá, rửa sạch sẽ vào không nhiễm trùng đấy. Ôi mặc xem nào. Ôi quá là đẹp trai nha. Ôi dồi ôi. Được bác gửi đến món quà rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy được rồi. Đâu xem nào, của ông có cái nào không? À đây là của ông rồi. Đây là của ông rồi. À đây là của ông rồi các bác ạ. Ông bỏ cái áo này mặc xem là có vừa không ông. Mặc thử xem cái đó. Ông mặc xem nào, mặc xem có vừa không. Ôi toàn là gửi quần áo mới thôi các bác ạ. Đấy ông cởi cái cúc ra để ông mặc thử xem là vừa không. Ông mặc thử một cái xem nào. Đấy bỏ cái áo ngoài ra. Ôi ông tóc dài quá rồi đấy. Này phải cắt đi ông ạ, không để tóc dài thế đâu. À, ông đứng dậy xem nào, ông đứng dậy. Mặc cháu xem nào, cho cô Chiêm với cả tất cả các bác xem nào. Rồi rồi. Ôi vừa vịn luôn này các bác. Cô chọn được những cái món quần áo này là rất là hợp luôn, như kiểu là cô biết rồi, cô đến rồi. Chỉ qua màn hình nhỏ thôi mà theo những cái thước phim mà cháu ghi hình là cô đã chọn được những cái bộ quần áo rất là hợp, rất là vừa vặn đối với hai ông cháu luôn này các bác. Được rồi bỏ ra đã đi, vừa là được rồi. Đấy là cái này đi ăn cố thì hay là đi đâu xa mới mặc nhá, không mặc đi lấy củi đâu nhá. Quyết bỏ cái đấy ra xem cái đi nào. Cái đấy khui khui sau đi, cái đấy khui sau đi. À ấm chén, cái này là cái may cô để như này là không vớ này các bác. Cái này là cái cốc uống nước này, cốc thủy tinh luôn này. Ôi cô gửi nhiều đồ thế. Đấy ôi có cả dép luôn à. Ôi dép này Quyết. Ôi rồi dép mới luôn. Ôi ôi nó đôi tất luôn à. Ôi có cả dép nữa. Ôi cái này là tôi to hơn này là của ông này. Đó. Ôi hai đôi dép luôn, Quyết có hai đôi dép luôn. Quyết đi rửa chân nào, rửa chân xong rồi đi dép này thử xem nào. Đi rửa chân đi, rửa chân sạch vào mới đi nhá. Đi cẩn thận nhá, rơi xuống kia đấy. Ông cả hai ông cháu là đồ là có cả hai ông cháu luôn, không phải là của em Quyết không đâu. À đây là cũng là của em Quyết. Áo này cũng là áo của em Quyết này. Đấy bây giờ là có áo mới nhiều là đi học đấy nhá. Đây này. Đấy bây giờ bỏ dép này ra xem đi vừa không. Dép này này, đi dép này có biết đi không, đi thử xem nào. Đấy cái này phải kéo ra, đúng rồi.
Rồi. Đi vào xem vừa không? Đứng dậy đi vừa xem có vừa không? Không phải kéo hẳn ra đâu, đấy. Để như thế xỏ chân vào là được. Đấy, kéo kia lại, kéo lại. Rồi, kéo. Đúng rồi. Chân kia nữa. Ôi, cô chọn rất là giỏi luôn các bác ạ. Đúng sai luôn. Đây này, cái này phải bỏ lên trên thế này. Đấy, xỏ vào. Ôi giời ơi, bây giờ có quần áo mới này, dép mới rồi nhá. Đứng dậy xem nào. Đấy, đi xem nào, đi ra đây xem nào. Ôi, đấy vừa luôn các bác ạ. Còn ngoài ra còn có một đôi này nữa này. Đấy, đôi này là cả hai đôi đến mới luôn, mới tem luôn. À, cái này áo quyết cũng là áo của quyết, cứ kệ nó đi, cứ mặc đi, cứ đi đấy, tí bỏ sau đây này. Ôi, quyết đầy. Ô, quyết nhiều quá nhỉ. Nhiều. Ôi dồi ôi, thế là bộ cô đã gửi đến rồi là rất là nhiều quần áo đấy. Mùa đông với cả áo đi đến trường đi học rồi các bác ạ. Gấp đi. Ừ. Gấp để đi đây, cứ khui hết ra xong là gấp gấp gọn đi nhá. Cái này phải gấp gọn đi. Đây là toàn quần áo mới nhá. Thế này đấy, quần này, ôi hồ nhiều thế, toàn của quyết nhiều thôi các bác ạ, nhiều lắm. Đây, cái này là một phần là của ông này, cái này là của ông này, đấy, cái này là của quyết là để sang một bên, tí là cháu sẽ tách riêng ra, của ông là riêng, của quyết là riêng nhá. Đấy, của ông đây rồi, của ông là cái này rồi, ông là được một bộ rồi. À đây còn nữa, của ông đây còn nữa, đây, đây, ôi, quần này là quần quần mùa đông là ngủ là sướng lắm ấy các bác. Đây đây còn nhiều nữa này. Ôi ôi, đây này quần gió, à áo chứ, áo áo ông ạ, áo này là áo áo đẹp luôn này, áo này là đi mặc đi đi xe, nó chắn gió ấy ông, chắn gió là không xé không không lạnh, toàn quần áo mới thôi. Đấy, có bây giờ quần áo mới cũng rất là nhiều rồi, còn dưới này còn nhiều nữa. Nốt mấy cái này, à của ông là ở bên dưới các bác ạ, còn bên trên là của Quyết đây này. Ui đấy, quần áo đây cũng là của ông này. Rồi, cái này cũng là của ông nữa này. Đấy, đây là quần áo mới nhá ông nhá, không phải là cũ đâu nhá. À ngoài ra còn có một cái áo vest nữa này, à, áo này là áo như kiểu là áo này áo dài đấy. Ôi ôi, ông mặc cái áo này xem nào ông, có giống giống Bác Hồ không? Đây là áo Bác Hồ hay mặc ấy, ngày xưa Bác Hồ hay mặc ấy. Đấy, cái này là hết rồi. Hết rồi. Gấp gọn vào nhá, gấp đàng hoàng nhá. Đấy, mặc cái áo xem nào ông. Ôi dồi ôi, ấm chưa? Ôi dồi, vừa vịn luôn này. À, bây giờ ông mặc cái bộ này là rất là đẹp trai rồi các bác. Có thể là sau này lại kiếm được bà nào về ở cùng là quyết là có bà ngoại đấy. Nó này đẹp à? Quá là đẹp ông ạ. Đấy bây giờ thì đấy quần áo là gấp gọn lại nhá. Quyết nhá. Cái này là không được mặc bẩn nhớ chưa? Bây giờ không phải mặc bẩn, mặc bẩn là các ông các bà không gửi đến nữa đâu. Đây này, như mặc những cái quần này là lần sau là anh mang về đấy, anh là không không cho nữa đâu đấy. Đây này, lại phải mặc, đừng có mặc bẩn như này nhớ chưa? Phải biết giữ nhớ chưa? Nếu ông phải dặn Quyết nhá, là phải giặt sạch sẽ, không để bẩn đâu. Để bẩn là các ông các bà là đã quý mến mình rồi mới gửi đến, thì mặc bẩn nữa thì không, lần sau các ông các bà không gửi đến nữa. Đấy là cái tấm lòng của tất cả quý cô bác anh chị đã thương hai ông cháu ở trong rừng như vậy, người ta mới gửi đến đấy. Chứ không tự nhiên là có những cái bộ quần áo như thế đâu. Phải biết giữ. Đấy, Quyết, cổ Quyết tách riêng ra, của ông tách riêng ra nhá. Đấy, để gọn vào cái nào, những cái bộ quần áo mà đi ăn cố hoặc là đi đâu thì hắn mặc. Còn những cái bộ quần áo hiện tại ông đang mặc thì mặc đi rừng nhớ chưa? Dạ. Đấy, ôi dồi, đấy. Cái này là mang đi trường học là để cẩn thận nhá, không là các bạn trộm đi đấy. Để phải mặc, phải cất gọn cẩn thận vào. Rồi. Ở bên Mỹ. Ở bên trường đấy. Đấy, đồ đạc thì bây giờ quần áo thì cũng đã đầy đủ rồi các bác ạ. Đấy, còn
có cô My ở bên Mỹ là có trước là có gửi cho cháu 300 đô. Thì là cô có nhắc là mua thêm quần áo ấm cho em Quyết đấy. Thì là bây giờ em Quyết thì cũng có quần áo ấm rồi. Thì cái số tiền đấy thì khả năng là bây giờ cũng không phải mua nhiều nữa. Quần áo thì các bác đã gửi đến rất là nhiều rồi. Thì là cái số tiền đấy thì cháu Khương sẽ dùng để tích góp làm nhà cho hai ông cháu, để không phí phàm cái đồng tiền mà các bác đã gửi đến cho hai ông cháu ấy các bác. Cũng mong là cô xem được cái thước phim này thì cháu Khương sẽ dành dụng được cái số tiền đấy để làm nhà cho hai ông cháu. Còn cái số tiền cái quần áo thì bây giờ đủ mạc là được rồi. Để mà để quá thì là thành ra này không biết giữ ấy. Thì cháu Khương sẽ tính đến phương án là cái nào cần thiết nhất có thể cho hai ông cháu, là sẽ giúp cho hai ông cháu không phải phí phàm để mà vứt lung tung được. Nên là vừa dùng đến là được rồi. Đấy, vừa tầm đến là vừa dùng đủ là ok rồi. Để mà mua nhiều quá thì sợ lại mất trộm nữa các bác. Cái ngôi nhà hiện tại của hai ông cháu như này thì để nhiều đồ quý giá và nhiều đồ mới, thì trong nhà này thì có kẻ xấu là rình rập lại mất đồ như nhà em Hiển đấy các bác. Khi mà các cháu lên ghi hình và chia sẻ những cái thước phim đăng tải lên trên YouTube ấy, có thể là có những cái vị khán giả cũng ở gần là biết về những cái hoàn cảnh của hai ông cháu cũng như là em Hiển, thì người ta vì rình rập là có những cái đồ này đồ mới là người ta lại ra đến trộm cắp ấy, thì rất là nguy hiểm. Nên là không phải mua nhiều quá các bác ạ, đủ dùng là được rồi. Đấy, đây là em Quyết đã có dép mới để đi học rồi. Ngoài ra ông còn có được một cả đôi dép tổ ong nữa. Một quần áo rất là nhiều thôi, cũng đủ để mặc rồi ấy các bác. Quyết ra ngồi bên kia nè, Quyết ngồi gần ông nè. Đấy, ngồi gần ông nè, ngồi gần ông nè. Để cái túi này đằng trước nè. Đấy, để cho các bác cùng biết là cái món quà đã đến tay và trao tận tay đến cho hai ông cháu rồi. Đấy. Quyết quay mặt ra đây là ông làm gì đây? Đã. Bây giờ thì làm thuốc phải. Đấy, bây giờ thì cái món quà đã khui ra hết rồi các bác ạ. Có quần áo mới này. Bây giờ thì cái món quà của cô Chiêm thì cháu Khương cũng đã khui và trao tặng đến gia đình rồi. Và bây giờ ông Quyết nào, Quyết trước nào. Quyết cảm ơn con cảm ơn bà Chiêm ở Lào Cai. Nào, nói lại nào, cô nào, nói to nào. Con cảm ơn Bà Chiêm ở Lào Cai. Ở Bắc Hà, Lào Cai. Ở Bắc Hà, Lào Cai. Đã gửi cho con. Nhìn ra đây nào. Đã gửi cho con Quần áo mới. Bây giờ con có quần áo mới. Có quần áo mới. Để mặc rồi. Con không sợ lạnh nữa. Con chúc bà. Và gia đình. Có thật nhiều sức khỏe. Bà nhá. Rồi, còn bây giờ đến ông là ông gửi lời cảm ơn đến bà Chiêm ở bên Bắc Hà Lào Cai. Cũng đã gửi cái món quà đến cho hai ông cháu ấy. Thì bà cũng chắc là hơn tuổi chú một tí thôi. Hoặc là có thể là kém tuổi hơn, thì cái này cháu cũng không rõ lắm. Bây giờ chú cứ gửi lời chào, lời chúc là lời cảm ơn đến cho cô Chiêm đi. Cảm ơn chị em chị nó gửi lời quần áo đến em. Thì cảm ơn các anh chị, bởi vì đây cũng là ở giường già đây nhiều, không ai quá chạm anh em nhiều thì nó không biết nói câu cảm ơn đẹp mấy, thì nó các anh chị thông cảm. Cảm ơn anh chị nhiều, có thật sự may mắn, có sức khỏe may mắn. Vâng, thì ông thì cũng mong là cô Chiêm thay thông cảm cho ông, vì ông ở trong rừng già này thì cũng ít ra ngoài để giao tiếp ấy. Thì cái tấm lòng của ông thì cũng đã gửi gắm đến cho cô, nhưng mà không được lưu loát, không được nói được hay, thì mong cô sẽ xem được thước phim này thì mong cô sẽ thông cảm cho ông cũng như là Quyết nhé. Và bây giờ thì
cái nội dung thước phim của cháu Khương đến đây cũng khá là dài rồi. Thì cháu Khương xin dừng khép video tại đây. Cuối video thì cháu Khương xin gửi lời chúc, lời chào tới toàn thể quý cô bác, anh chị, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Khương để trao tặng những cái món quà quý giá nhất từ quý cô bác, anh chị đã gửi đến những cái hoàn cảnh mà khi các cháu lên ghi hình và chia sẻ những cái hoàn cảnh thiếu may mắn ở trên vùng cao này. Và đặc biệt là hai ông cháu đã nhận được một món quà rất là lớn. Đấy, bây giờ thì cháu Khương xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị trong thước phim tiếp theo. Xin chào các bác. À, ừ. Quyết nè. Cô chào các bác. Rồi, nào ông nè. Em chào các anh các chị ạ. Dạ.